Tập trung em ơi, tập trung đây, tập trung đây. Còn mấy phút rồi, vâng ra rồi, bot ra rồi em ơi, bot nhẹ ra rồi. Vã rồi, chuyến. Đây là sự kiện bot hoàng kim anh em ơi, bot hoàng kim diễn ra tại cái map này, là cái map làm nhiệm vụ 3 anh em ạ. Vã đây, tập trung anh em ơi, tập trung vã đây. Cẩn thận địch lên nhá, H5N1 lên rồi. Vã đi anh em ơi, vã. Chuyến luôn, đùa. Tele rồi. Đây rồi. Đây rồi, choáng. Kẹp chuột luôn anh em ơi, kẹp chuột luôn. Còn 28%. Đấy, bot nhẹ này sẽ rơi ra được cái đá để khảm dòng tím anh em ạ. Để khảm dòng tím cho đồ 380. Còn 7%, 6%. Kìa, choáng thế nhỉ kìa. Đâu rồi, đồ. Anh em nhặt nhanh quá anh ơi, bot vừa ra phát là anh em thì luộc ngay rồi. Đây, tiếp con thứ hai, tiếp theo anh em ơi, chuyến luôn. Tôi đánh được 280.000 đàn anh em ạ. X1 là 140.000, X2 là 280.000. Ô skê luôn rồi, bot này cũng dễ chết mà. Anh em đang tập trung đánh là còn một tí máu thôi này, còn 60% thôi. Chuyến luôn còn gì nữa. Địch đây là hy sinh em ơi, vã nhau rồi. Anh em nằm xuống rất nhiều đấy. Lại á rồi đấy. Ô kìa. Đâu rồi? Đây. Tele anh em ạ, nhẹ nó tele đấy. Đây kia vào đớp. Đam cuối. Cách luôn anh em ạ, ấn cách luôn. Nhá, không phải nghĩ, ấn cách luôn. Vẫn sống cùng với bạn. Anh em đợt nhanh quá đây. Yeah. Tiểu đệ Louis 14 đã tiêu diệt siêu bot nhẹ. Ông nào đánh được bot, ông đi nhặt được đồ anh em ạ. Cẩn thận nhá, H5N1 đang lên anh em ơi. Taxi lên rồi kìa. Cẩn thận anh em ơi, cẩn thận đây. Thì đây triệu thiên tử này, triệu thiên tử cộng 14 à. Tăng đồ đánh cao nhất cộng 300. Ông này đang ép đồ cộng 14 chứ kìa. Ép cộng 14 ok đấy. Đâu rồi, nhẹ đâu. Đây. Vã luôn anh em ơi, chuyển luôn còn gì nữa. Đông người như này thì ăn nhẹ nhanh lắm anh em ơi. Đâu rồi, lại tele. Đây. Lại tele anh em ạ. Ghê thật đấy. Nào, nhào vô. Sự kiện bot vàng sẽ bắt đầu trong vòng 2 phút em ơi. Ăn nốt con này là về săn bot vàng ok đấy. Hình gì giờ lại tele à? Đây, anh em bắt đầu bỏ bot rồi. Bắt đầu bỏ bot đi vã người em ạ. Bỏ bot đi vã người. Vã người chưa? Đây, lại tele. Cái bot nhẹ nó tè lè ghê quá anh ơi, tè lè khắp bản đồ luôn này. Hơi bị mệt đấy nhá. Đâu rồi. Ui lại tè lè, mà mình cứ ra lại tè lè anh ạ. Đây, mày tè lè này. Choáng, tôi bị choáng anh ạ. Ui, đây. Ui rồi sao, đúng lúc hy sinh anh em nhặt nhanh quá trời ơi. Lên tiếp anh em ơi, chúng ta sẽ bay này cái map bao này đây, refuge nhá, refuge phút cái lên vào việc. Đây, đồng như quân nguyên anh em ạ, đồng như quân nguyên luôn. Bắt đầu vã nhau anh em ơi, vã nhau rồi. Còn 70%, em gan từ từ thôi. PT với các bác à, PT đi anh em ơi, vào PT đi. Tôi đánh một mình như này, tôi từ nãy giờ PT không được cái này. Anh em bây giờ là gì ạ? Không PT. Đấy, ông nào ăn được là ăn thôi. Không PT anh em ạ. Đây. Ờ đâu rồi? Còn 10%. Úi trời, xong rồi, hy sinh cho ông nào vã tôi đấy. Gì kia, Mega London đã đá vào giá siêu khoa anh em ơi.
lại đám giá người ta rồi. Rồi bây giờ đi săn đồng vàng em ơi, đi về săn đồng vàng nào. Nhanh. Đấy, sự kiện đồng vàng bắt đầu rồi. Làm ít boss hoàng kim nhá. Kim long, rồng kim long anh em ạ. Cút phát. Không phải nghĩ luôn. Đi. Vào việc. Nào đây, ông nào đứng đây ông đi cày. Đây là một con đầu tiên. Cô đu đâu? Hoa anh đào. Đây đây, rồng con. Rồng con này nhá. Rồng con này. Úi giời ơi, hoa anh đào rơi một đống anh em ạ, hộp cô đu này. Rồi là nhìn rơi như mưa luôn. Mình xin. Tiếp. Gì kìa, anh ơi em ít ngọc reset à? À ok, về đây nhá. Yeah. Noren đi. Noren Seiya. Tặng người anh em 10 viên blast nhá. Đủ reset luôn. Đấy, thỏ ngọc ra anh em ạ. Thỏ ngọc ra này. Một cái thì lâu chết thế nhỉ. Cá này nghe chừng là hơi bị khỏe đấy. 246.000 máu nhá. 295.000 máu. X2. Hoa anh đào. Thỏ ngọc tiếp này. Hoa anh đào tiếp này. Chuyến tiếp nào. Đây ông nào đây? Ông nào kia? Ông nào xoắn kim đây? Em về rồi ạ. À. Đây đợi tôi tí toàn lúc có thỏi đã nhá. Tôi chuyến lúc có thỏi đã. Đấy, ngọc hội nguyên rồi. Về Indonesia. Ông kêu xin gì à? Xin Blast à? Đây có 10 viên đây. 10 viên Blast này tặng người anh em luôn. Tên là gì? Khan à? Khan đâu? Ông Khan đâu? Đây Indonesia đây. Ông đang ở đâu? Quán bar đây. Quán bar nha. Quán bar. Norenseya 71. À đây Khan này. À Khan này thì là upload à. Đây upload đây nhá. Ring pen đây. Lấy ra cho anh em, để cho người anh em quả thêm quả nguyên liệu 2.5 nhá. Ngon chết nhá. Nào đâu Khan đây. Khan giao dịch vào việc. Đây tặng người em quyền trượng này. Đấy tặng người em 10 blast này. Tặng người em bộ ring pen này. Ok chưa, tặng người em cái nguyên liệu xoay wing 2.5 đâu nhỉ. Đây. Đấy lông vũ tặng 2 cái nhá. Quýt huy chương vàng. Tôi đỡ phải ném anh em ạ. Người anh em ném ra được blast ok đấy. Đấy hồng xoan hồng cho 1 cái. Ok. Nhanh con đi blue đi. Ôi chết. Đi blue đi anh em ơi. Đi blue đã nha anh em ơi. Đi blue đã. Vào việc blue đã anh em ơi. Nhanh full đấy. Đây rồi, vào rồi. Ô sực kê rồi, ui rồi. Nhanh không full đi anh em ạ, nhanh không full đấy. Úi giời, người anh em này, MG lại anh em ơi. MG cầm quả kiếm vẩy là kinh không này, nhá. Xin giới thiệu người anh em đây là gì ạ, MV. Mặc set gì đây anh em ơi, mặc set gì đây. Cầm kiếm gì đây, nhá. Hình ảnh này anh em cảm thấy quen thuộc không, nhá. Hình ảnh này thật là quen thuộc. Hình như ta đã thấy ở đâu rồi, nhá. À phải rồi, ta đã nhớ rồi. Với ông kia đang soi đồ thì quay mông ra đây. Ông giữa hai hò đâu, ông đi dốc khác đi để xem đồ ông MG kia nào nhá. MG 3 2 1 lên rồi em ơi, vào việc đây nhảy cầu đây em ơi, bắt đầu nhảy cầu rồi. Bắt đầu là gì ạ? Vui lương sơn bắt đầu là tiến về cuối cầu, còn vui H2M1 bắt đầu đứng ở đầu cầu nhưng mà hai bên bắt đầu vã nhau rồi, gặp nhau. Get go lên vào việc. Kia tắt đường, kia tắt đường. Đây rồi. Xin PT anh em ơi. PT với anh em ơi. Xin PT nào. Mấy con hàng chết của lên rồi. Xin chào người anh em Nguyễn Ngọc nhé, lên rồi nhá. Đây rồi, tình xưa rồi. Tôi với ông bắt PT nhau thì hồ làm gì. PT cách auto nhá. Nào set pass này. 1 đấy. Một anh em ơi. Xin chào người anh em Dương Hoàng Nam Thanh Bác, sáng nay cho set sâu hồng hồi ức kỷ niệm 20 năm trước quá. Đấy anh em ơi nhá. Đấy những cái món đồ kỷ niệm là anh em mình cùng đi kiếm, sau đó diện mặc xong là chạy loanh quanh thôi, thế là vui rồi, không cần gì nhiều. Quan trọng là mình thích những set đồ kỷ niệm ngày xưa, sau đó mình đi tìm là ngon chết anh em ơi. Xin chào người anh em Văn Hóa Giải Trí TV, xoay đâu xoay tím thế nhanh thế. Đấy xoay tím này hôm qua tôi xoay anh em ơi. Đấy, hôm qua nhầm hôm trước nữa là tôi xoay từ xoáy xoáy bạc lên anh em ạ, xoay một phát ăn ngay. Đấy, hên xui có những người xoay 10 phát không lên nhá, tôi xoay một phát lại lên.
hên xui rồi anh em ơi. Xin chào người anh em Long Hoàng, ngựa màu xanh kiếm đâu bác? Đấy, ngựa màu xanh xoay từ sói bạc lên anh em nhé, xoay từ sói bạc lên. Đấy. Xin chào người anh em Tiến Côi, kiếm khỏe hoài hiện quá đấy. Ông kia ông cầm kiếm MG ông khỏe trắng màn hình luôn. Xin chào người anh em Baby Remix, đánh với bác đây, đang vã rồi, đang vã rồi đây, đang vã rồi đây nhá. Máy giống đen xì màn hình đây. Đây xin phép là dẹp bỏ sói xuống, đeo thần mã lên anh em ạ. Thần mã tăng kinh nghiệm. Đấy. Bắt đầu lòng máy rồng nha. Đây là một team này. Đây là một team anh em ạ. Để tôi đi dò xem có còn team nào không. Cầu đã đi được rồi. Đây rồi. Đây là một team này. Đây là hai team này nha. Đây là hai team này. Đấy, đây là hai team này. Đây là ba team này, tổng cộng có ba team tất cả anh em ạ. Tổng cộng có ba team tất cả nha. Từ đầu cầu đến cuối cầu luôn. Phép bây giờ tôi review từ đầu cầu luôn này. Đây là đầu cầu của lút anh em ơi. Chúng ta cùng di chuyển đến cuối cầu. Đồng không được quái mà đánh thôi anh em ạ. Tắc 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 tắc. Cứ đi qua cái anh em ơi. Tắc 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 tắc. Đi. Vào việc, vào việc, vào việc. Đấy. Tổng cộng có 3 team anh em ạ. Mỗi team 10 người. Tổng cộng cái cầu này có 30 người. 30 người. À ngoài dòng đây. Xin chào người anh em Trần Trung Hiếu, kiểm tra xem giúp em được gì ạ. Tôi là ai, còn sống trong BC hay không? Em bận không có ai được. Có đấy, tôi là ai, có đấy. Nha, tôi là ai vừa đi tôi gặp ở đầu cầu rồi. Xin chào người anh em Văn Hóa Giải Trí TV. Còn đồ MG không? MG tôi còn hai kiếm rồng thôi nha. MG tôi còn hai kiếm rồng thôi người anh em ơi. Xin chào người anh em Duy Thanh. Hai nick PT cùng bác luôn à. Đấy, người em tên là gì nhỉ? Để tôi gọi là soi đồ luôn à. Xin chào người anh em Lực Hoàng Xuân, đi BC được gì không bạn? Ngọc không tin rơi, rơi nhiều lắm khác. Rơi nhiều lắm nhá. Ngọc nó rơi trong túi đồ này. Người em nhìn trên này là có cái phần này ạ. Bạn đã tiêu diệt được 33 quái đây đây. Nhìn trên màn hình nhá. Đây Ngọc Blue này tiêu diệt 100 quái trong một lút, Ngọc rơi đầy chân. Đấy, sau khi mà tiêu diệt được 100 con quái này chúng ta sẽ gì ạ? Có Ngọc rơi thành đồ. Đấy, đi Blue chúng ta sẽ cày được Ngọc này, cày được điểm Master này, đi PK trong Blue này. Đấy, đi lột quét chúng ta sẽ được rất là nhiều ngọc. Và điều đặc biệt nhất là đi Blue là gì? Là chúng ta cùng nghe là tiếng nhạc Blue huyền thoại ngày xưa nhá. Cùng cầm gậy rồng nắm chắc và dạ xoay rồng đen xì màn hình. Kỷ niệm quý ấu, hoài niệm lại cảm giác đi Blue ngày xưa thôi. Đấy, xin chào người anh em Đông Allen. Đấy, chúc người anh em Đông Allen buổi tối rực rỡ, tràn ngập niềm vui. 6996 mãi đỉnh, mãi đỉnh, mãi đỉnh luôn. Đây cho anh ăn mẹ hai team, ăn mẹ là hai PT luôn cho anh em toáng luôn nhé. Toáng chưa anh em? Anh em toáng chưa? Ăn hai team luôn. Đấy, xin chào người anh em Trần Trung Hiếu, có xét đồng lắc 4 mà bận không lên cho bác. Được, ok anh em theo người anh em rảnh lại cho tôi xong được. Đấy, xin chào người anh em Sơn Nguyễn, bác có đồ ép không ạ? À? Đồ ép tôi có gì ạ? À? Nỏ rồng. Đấy, đồ ép tôi có nỏ rồng thôi người anh em ơi. Xin chào người anh em Hoàng Văn Tài, tặng bác Hàn một like nha. Cảm ơn người anh em. Đấy, anh em đi qua nhớ cho tôi xin một like. Ai có like thì thả like nhé. Ai có tim thì thả tim. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào người anh em Quang Lê, bác có like TikTok nữa không? TikTok dạo này là khóa mõm rồi nha. Nói bậy nhiều quá anh em. Nói bậy nhiều quá, TikTok nó khóa mõm rồi. Bây giờ không like rồi. Bây giờ chỉ có đạo gọi là làm video thôi. Đấy, xin chào người anh em Duy Thanh, coi làm gì đồ cùi bác giải cho tôi vui vẻ thôi. Càng đồ cùi càng phải soi nhá. Đấy, đồ cùi để anh em biết là gì ạ. Rất nhiều anh em chơi theo kiểu giải trí vui vẻ mọi nhà, không cần thiết phải đồ ngon anh em ạ. Cứ vào đi vào lút David nhá, đi săn bóp giải trí là ok rồi. Xin chào người anh em tin nhanh 24 giờ, chúc người anh em buổi tối rực rỡ tràn ngập niềm vui. Đấy, xin chào người anh em Lâm CDOC 6996 là gì bác Hải? 6996 à? 6996 tức là chích 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 đấy, chích 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 người anh em. 8386 là phát tài phát lộc nha, còn 6996 nghĩa là gì ạ? Nghĩa là chích chình chịch. Xin chào người anh em Nguyễn Minh Tân. Xin chào người anh em Tiệp Nguyễn. Em chào bác Hải, làm ngơ thế like rồi mà bác gào thét em đây đây. Xin chúc người anh em Nguyễn Tiệp một buổi tối rực rỡ. 6996 mãi đỉnh, mãi đỉnh, mãi đỉnh luôn. Xin chào người anh em Nguyễn Đức Thắng. Tình xưa chào bác Hải nhé. Ok đây, tình xưa đâu nhỉ? Tình xưa đây đây, tôi xin phép là nhận soi đồ của anh em, người anh em tên là nhận nhân vật tình xưa nhá. Tình xưa đâu, con hàng chết nguồn đâu, soi đồ luôn nhá.
địch, địch vẫn có địch à, vẫn có địch à, vẫn có địch em ơi, vẫn vẫn thấy hy sinh đấy, vẫn có địch. Mr. Coin vào rồi, Mr. Coin, Mr. Coin của WH Nano vào rồi. Từ thì Tesla đấy, Tesla đã không thể hy sinh bây giờ. Tesla đã con hàng chết nguồn đó đâu rồi, cháu biết đi đâu rồi đấy. Đâu rồi, tình xưa đâu, tôi đang đi tìm người em tình xưa mà đang à, đây 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 tình xưa đây, đây tình xưa đây, đồng quan cái gì đây. À, tình xưa nghĩa cụ đây, chúng ta cùng soi trang bị của người anh em tình xưa nhá, với trang phục đó là gì ạ, set sâu hồng nhá, màu hồng cánh sen đấy. Set này là nể vợ rất nhiều đấy, set này là diện nể vợ nhiều. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với Wing 2.5 cộng 15 có lắc đấy, set sâu hồng cộng 15 hai dòng X Mark Wing nhá, đấy tăng mức giảm sát thương cộng 7%, sức chống đỡ cộng 28 họp và giảm sát thương 4%. Dòng X tiếp theo đó là dạng phản hồi 5% được tấn công đấy, chó tai dài dùng để tăng kinh nghiệm này, gậy thần ma hai dòng X tăng ma lực cộng 3.001 là dòng vàng, hai dòng X ngon đó là dạng tăng sát thương hoàn hảo 10% và dạng sát thương kết thuật 2%. Mắc binh là mắc binh rồi. Tiếp tục bên này đó là dạng khiên thần ma nhé, khiên thần ma cũng mắc binh luôn, hai dòng X ngon, giảm sát thương 4% và phản hồi 5% được tấn công. Ring Ben ra cộng 5 rồi, Ring Ben ngon này, Ring Ben thì hai dòng X ngon này. Đấy, đây là top 1 của show hiện tại anh em ạ, top 1 của show hiện tại, tức là đồ như này là mắc binh rồi, đấy, không mạnh được thêm nữa rồi nhá. Đây chúng ta đến với nhân vật của người em tình cũ, à tình xưa. Xin chào người anh em Nguyễn Đạt, theo dõi anh từ 2019 rồi, theo anh bao nhiêu năm server rồi, không biết anh dai còn cây đồ nào kỷ niệm cho em nghỉ à. Người em vào tôi tặng người anh em hai gậy rồng nhá, tặng hai gậy rồng là người anh em ạ, quái rồng gọi là sáng chóe màn hình luôn, hai gậy rồng tuyệt vời luôn. Xin chào người anh em Nguyễn Mạnh Tùng, bác cho em xin cách cộng điểm đem kẹp đây, người anh em chụp lại màn hình nhá, tham khảo cái cách cộng điểm của tôi đấy. Xin chào người anh em Bin Nguyễn nhá, chúc người anh em Bin Nguyễn 6996 mãi đỉnh luôn. Xin chào người anh em Duy Thanh, giữa ai hoàn với chủ trại hoàn, đây đây đây, đợi tôi tí nhá. Xin phép bây giờ tôi đi xoay đồ của người anh em nhà chủ trại hoàn đâu, chủ trại hoàn đâu, đây 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 đây, chủ trại hoàn đây là đây là đây là đây là chủ trại hoàn này, xem trang bị. Chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật nhà chủ trại hoàn, người anh em này chơi theo kiểu gọi là gì ạ, giải trí vui vẻ nhẹ nhàng, hoài niệm là chủ yếu nhá. Đấy, Wing cấp 2 cộng 13. Đấy, đồ tân thủ. Đấy, set đồ ma thuật cộng 13 cũng là đồ tân thủ nhá. Đồ này là anh em dạ khi mà vào game nhá, gõ lại sổ chéo tân thủ là enter này, sổ chéo tân thủ nhá. Là chúng ta sẽ nhận được set đồ như này nhá. Wing cộng 13. Đấy, set Legend cộng 13. Ring Pen. Đấy, gậy rồng thì tôi sẽ tặng người anh em. Đấy, khiên này là gì ạ? Khiên đi chặt boss được. Đấy, đây là đồ tân thủ anh em ạ. Giải trí hoài niệm là chủ yếu thôi. Xin chào người anh em Nguyễn Mạnh Tùng, tăng điểm đi bot bác ơi ạ. Đấy thế cũng thế thôi anh em ơi nhá, tăng nhanh nhẹn để cho cái thủ nó cao nha bạn, để đỡ bị sốc bị sốc đam. Xin chào người anh em Nguyễn Ngọc Nam, hãy chúc người anh em Nguyễn Ngọc Nam buổi tối rực rỡ tràn ngập niềm vui. Xin chào người anh em tin nhanh 24 giờ, đang đi HL luôn. HL là gì nhỉ, đang đi hỗn nguyên lâu à, đúng không? Xin chào người anh em Trường Hào, sao F cầm được hai cung vậy? F chỉ cầm được một cái cung thôi, F là cầm một cung với cả bên kia cầm tên. Đấy, từ trước đến giờ là như thế nhá, F là chỉ cầm được một cung thôi, không bao giờ cầm được hai cung. Đấy, xin chào người anh em Duy Thanh, toàn đồ bác cho thôi, không có thời gian chơi đi làm rồi, không cần phải gì ạ, mất nhiều thời gian để kiếm đồ, anh em cứ chơi hoài niệm giải trí vui vẻ ok rồi. Ban ngày đi làm nhá, buổi tối nhá, xin phép vợ xong là điện vào đi vào lúc David, sau đó là lên chuồng đi ngủ là ok, anh em không cần gì nhiều. Xin chào người anh em Nguyễn Minh Tân, có sói tím rồi, giờ lên xe đầu cộng 15 luôn đi mới vào đồ. Đây đang trên hành trình, tôi đang trên hành trình lên top 1 đây. Đấy, xin chào người anh em Hân Trịnh, bao giờ lên đồ chốc kép Win 3 dài, con game phải lâu đấy, con game phải bây giờ bên Win 2.5 nhá, còn đồ 380 bây giờ còn anh em bây giờ còn chưa có đâu. Đồ socket tôi đoán tầm khoảng phải rơi vào tầm khoảng tháng 6 năm 2025, tức là rơi khoảng tầm khoảng nửa năm nữa, nửa năm nữa may ra mới có Win 3, mới có đồ socket, lâu lắm, 6 tháng 1 năm nữa. Xin chào người anh em Quang Liêm, Lê Quang Liêm, bác Hà cho em hỏi là cộng thêm 10k VIP
máu, cô lên không ba, lên anh em ơi nha, lên cậu sẽ lên, nhưng lên ít thôi, không nó không lên nhiều. Xin chào người anh em Hà Tuấn Hiệp, bên Đế Vương có đi ven không cho xin bộ bài. Tí nữa tôi qua tôi lại xoay thẻ bài trang nhá, hôm qua là cho hết rồi, hôm nay tiếp tục là dạ sang Đế Vương tiếp tục là xoay bùa trao thẻ bài trao kiếm ring pen ngon. Xin chào mời anh em Tiệp Nguyễn Bắc Hải ơi, Đế Vương điểm master đánh có 100 xp một quái, giờ bao giờ mới lên đổi mắt tăng đi cút được không? Cái này anh em phải dạ phải bảo thằng AD nhá, tôi không phải AD, do vậy thì anh em chơi như nào tôi chơi như vậy không, anh em họ vẫn cày mầm. Thứ nhất là để mà muốn tăng master nhanh đấy, anh em phải dạ mua bùa này, mua gấu này, full BT này, đấy chịu khó đi blue devil này thì điểm master nó mới lên nhanh được. Xin chào người anh em Văn Hóa giải trí TV, xin cái cộng điểm MG chiến với à, cộng điểm MG chiến người anh em cộng ICDK luôn, cộng giống DK được. Tôi đang chơi sâu như vậy tôi không cộng được MG. Xin chào người anh em Dũng Đinh, cổ sát 23 cây cổ sát thì anh em gọi là gõ to đầu luôn. Đấy, cùng liên minh mới cùng vui là không thể BK được. Xin chào người anh em Ngọc Hữu ủng hộ bác Hải 2 like, cảm ơn người anh em Ngọc Hữu rất nhiều nhá, 2 like nhiều quá, người anh em tặng tôi 1 like và 1 tim là ok. Đấy, cảm ơn người anh em. Xin chào người anh em Phạm Vũ Phúc Bảo, chào bác, hôm nay con hàng có chết nguồn không? Vẫn chết nguồn, mấy con hàng bên kia bây giờ dạo này đang chết nguồn hả? Xin chào người anh em Khánh Nguyễn, set cộng 15 giờ bao nhiêu tiền? Mình không rõ người anh em ạ, tôi không phải dân buôn đồ, do vậy đồ đạc cũng chả biết giá đâu, nhiều khi anh em hỏi là toàn nói vớ va vớ vẩn, anh em lại quát cho. Đấy, set đồ của tôi bây giờ hiện tại nhá, set đồ của tôi hiện tại bây giờ này thần mã nhá. Đấy, set đồ tôi đang mặc này, wing cấp 3 này, à nhầm, wing cấp 2 cộng 13 này, set đồ ma thuật cộng 13 này, thần mã này, gậy hỏa long cộng 15 này, khiên triệu hồn cộng 13 này. Đấy, set đồ của tôi dao động từ 600k quay đầu nhá, 600k quay đầu. Ông đang ăn quy nhỉ, mày châm gió quên nhặt quy này, hết bố giờ rồi, cày cày cày. Đây đào nhặt quy anh em, nhặt quy. Đấy, ngọc nó rơi đầy chân anh em ạ, đây ngọc đây chứ ngọc đâu ạ, ngọc rơi đầy chân luôn, hộp quà rơi đầy chân, chỉ việc ra nhặt thôi nhá. Đấy, tôi bắt đầu tôi đớp rồi, tôi đớp luôn gì chứ, nhặt đồ tôi nhặt nhanh lắm nhá, mà ấn cách nha mẹ mày, 1 giây tôi ấn được 5 nhịp đấy. Ok chưa người anh em. Đấy, xong, như vậy là xong nhiệm vụ Blood. Bây giờ tôi về bên Norencia nhá, anh em nào xin đồ đâu, về đây. Đấy, về đây chúng ta cùng tra sở re luôn. Ông nào lấy đồ về đây nhỉ? Gậy rồng kiếm rồng đây. Ai gậy rồng kiếm rồng không? Ai gậy rồng kiếm rồng nào? Good boy, xin bộ ring pen à? Ông nào này good boy lấy gì nào? Anh em good boy lấy gì là chắc lên. Xin bullet. Xin bullet đi bạn. Đây bullet này tặng người em 10 viên nhá. 10 viên bullet. Đấy, ok chưa? Đấy, ok chưa? Xin chào người em Nguyễn Minh Tân, like cho bác rồi đó. Cũng cảm ơn người anh em nhé. Chúc người em Nguyễn Minh Tân buổi tối rực rỡ. 6996 mãi đỉnh luôn. Lông vũ à? Lông vũ đây, tặng người em 2 lông vũ luôn nhá. Vào việc luôn. Cho em xin ít ta đã đạo hóa cũng còn nhiều đâu. Đạo hóa bây giờ tôi còn có 160 mấy viên này. Đã tặng mỗi người anh em 30 viên. Là hết nhá, là hết sạch sạch. Xin chào người anh em Nguyễn Trung, em ở hòm đồ chờ bác về, em xin 2 kim rồng. Nhân vật hoa súng là hoa súng, ok hoa súng luôn. Em xin ít đồ DBK à, đồ kép đây chỉ gậy rồng thôi nhá, gậy rồng này, blade đây này, ring pen đấy, chỉ có thế này thôi anh em ơi. Lục vũ để tôi đi lấy đã. Yeah, xin bác xét đồ trong hòm đồ BK à, chủ chạy hòm à, đây có đây, có chất thần ma trong hòm đồ đây. Hay gậy rồng này. Người anh em kia xin kiếm MG đúng không? Có luôn nha. Vào việc luôn, kiếm MG có luôn. Kiếm MG luôn, để sắp xếp này đã. Kiếm MG 2 cái nha. Người anh em tin là nhiều hoa súng đâu nha. Hoa súng ơi, hoa súng đâu? Đéo nhìn thấy hoa súng đâu cả. Hoa súng đâu rồi? À, đây. Đứng mãi đây luôn, hoa súng đây. Đây, tặng người anh em hoa súng là 2 kiếm rồng. Đây bác, anh em ok đi. Đây, 2 kiếm rồng này, bộ ring pen này, 2 lông vũ này, 10 blade này. Ok. Đấy, vào việc luôn. Tặng thêm cả sô-cô-la nữa này.
Xin chào người anh em văn hóa giải trí TV, cho tôi đồ đi kép đây, có gậy rồng đấy, có gậy rồng tặng người anh em đây nha. Anh em lấy gì nào? Đại hết à? Xì bo lấy gì nào? Xì bo lấy gì nào? Lốt bót lấy gì nào? Anh em chat đây nào. Xin chào người anh em Huyền Trương, chào bác, chào tất cả anh em. Chúc anh em một buổi tối xem live vui vẻ. Mỗi anh em xem xin một lần like đấy. Cảm ơn người anh em Huyền Trương đấy. Người anh em Huyền Trương nhắc nhở anh em là phải thả cho tôi một like đi. Xin bộ ring band với Long Vũ ở đây. Long Vũ đây nha. Ring band đây. Có ring không? Hết ring mẹ rồi. Hết mẹ ring. Cầm tạm vậy nha. Người em cầm tạm này để tôi đi lấy ring. Đang hết ring. Ok anh em. Tôi đi lấy ring ạ. Ring thì nhiều lắm. Ok. Này, ông này bình tĩnh nha, để tôi đi lấy đồ đã. Vội vàng vàng là xịt hết bây giờ. Nào đi lấy ring đã, hết ring. Hết ring em ạ, hết ring. Rồi. Xong. Tiếp rồi anh em ơi. Ui. Bạc lẻ này cho lên. Bạc lẻ này cho lên hết. Rồi đâu. Xin đồ đi với kép trong hòm mà. Đợi tí người anh em ơi. Đang phun thùng. Đâu xì bo lấy gì nào. Xì bo lấy cái gì nào anh em ơi. Chát đây anh em ơi. Cho em xin con xoáy tím mà. Xoáy tím không cho được. Cả nhà cả cửa tôi bây giờ mỗi con xoáy tím thôi. Xin chào người anh em Đạo Quang. Cho em ít đá tạo hóa này. Anh em chát trong game đấy anh em ơi. Chát trong game đấy nhá. Hoặc là chat bên ngoài anh em phải ghi rõ tên nhân vật ra. Ví dụ như là dạ, cho tôi xin ít đa tạo hóa tên nhân vật là. Đấy là gì đấy anh em ghi ra để tôi đi tìm mới được. Chứ người anh em bảo là cho ít đa tạo hóa nhưng mà không nói tên thì tôi không biết cho ai luôn. Lông Vũ ở đây, Lông Vũ đây. Hết Lông Vũ rồi. Từ từ đã, để lấy Brett đã. Lông Vũ à. Ông này xin Lông Vũ à. Lấy xin khác đi. Ông nào xin gậy rồng các kiểu đấy. Đang không có Lông Vũ. Tí nữa. Xin chào người em Sơn Nguyễn, bác cho em xin đồ ép. Có đồ ép đấy anh em vào đi. Tên nhân vật là gì nhá, cho tôi xin ít đồ ép. Tên nhân vật là đấy người em ghi ra thì tôi mới nhớ được đấy, tôi mới nhớ được là nhân vật là gì. Thì bo xin ring pen đây, ring pen đây, ring pen có luôn nhá. Tặng luôn 10 black cho nó ngon tuyết luôn này. Vào việc. Tiểu Kiều này. Tiểu Kiều lấy gì nào. Tiểu Kiều phun thùng anh em ơi, không lấy được rồi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ tôi chỉ có cho đi thôi, không nhận được lại rồi. Mèo VTV24 này. Sâu gơn đâu. Mèo VTV24 chưa thấy chắc chít gì, chưa biết lấy cái gì luôn. Xin đồ ép đấy, đồ ép này. Đồ ép bây giờ đang không có này. Không ông nào xin gậy rồng à. Không ông nào xin gậy rồng là tôi cất đồ gậy rồng ấy nhá. Không ông nào xin gậy rồng tôi cất gậy rồng ấy đấy. Nhiều đồ quá anh em ạ, đồ ép đây. Không là xin sự tin tưởng không, tôi cất đi đấy nha, cất đi cho nó gọn nha, không lại phun thủng anh em ạ. Đồ ép bác ơi à, có gì nhỉ. Đây đồ ép đây. Mèo VT24. Đồ ép nhé, đây đồ ép đây. Nỏ đây nha. Ok chưa, đồ ép đấy. Ok đi người anh em. Tiếp này tôi đi lấy đồ ép đã. Sau cách 1. Hay Lục Vũ đẩy này nha. Đấy Lục Vũ ra. Nhiều đồ quá. Nó cũng khổ đấy. Không sung sướng gì đâu anh em ạ. Nên nha. Ông Bạch Cửu này. Ông xin xét thần ma này. Ông chủ chạy hòm cũng xin xét thần ma này. Bây giờ có một xét thôi. Chứ biết cho ông nào luôn. Đấy nỏ rồng này. Người em bảo phun mẹ thùng đâu lấy được. Cho tôi một cái thôi. Cho tôi một cái con nhất cũng 7 thôi. Người anh em ạ. Phun bố thùng rồi. Không làm ăn gì được. Bao cách 1. Bây giờ nha. Ông chủ chạy hòm này với ông Bạch Cửu kìa. Đấy. Cùng xin xét thần ma. Bây giờ không biết cho ông nào đây. Hay chia đôi nha. Mỗi ông một nửa nha. Đấy. Mỗi ông hai món là ok đấy. Hết rồi. Hết. Hình như là hết. Hết nỏ ép rồi sao nhỉ. Để tôi đi lấy đồ đấy nha mọi người. Thì anh em xin nhà tôi đéo biết lấy cái gì luôn. Người thì xin gậy rồng. Cất gậy rồng đi thì lại có người xin đồ ép. Nó có loạn hết cả lên anh em ạ.